Bạn có hay gặp Smurf? Đây là câu hỏi đặt ra trên YouTube.com. Và kết quả thật bất ngờ, có đến 90% mọi người cho rằng họ hay gặp Smurf. Và rất nhiều người trả lời rằng họ thường xuyên gặp Smurf, đến 100% thì cũng chịu rồi. Vậy, nó có thật hay không? Hãy cùng xem video. Trước hết, chúng ta cần phải biết Smurf là gì. Smurf chính là hành động người chơi ở ngưỡng kỹ năng cao hơn lập nick mới hoặc tìm trận ở mức kỹ năng thấp để đi hành gà. Khi nói đến Smurf, bạn sẽ nghĩ đến gì? Những sinh vật da xanh này ư? Không, không phải. Mà khoan, cũng có thể một nửa đúng. Chúng ta phải quay về 20 năm trước, về thời mà matchmaking vẫn chưa phát triển. Ở thời đó, trong cộng đồng Warcraft 2, từ Smurf lần đầu tiên được hai người chơi sử dụng. Đó là hai người chơi có kỹ năng rất là cao và lập hai tài khoản phụ để chơi với những người chơi kỹ năng thấp hơn. Cụ thể, tên của hai tài khoản là Papa Smurf và Smurf Fitty. Chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn, nhưng đây không phải là tình huống mà hôm nay mình nói đến. Hãy quay trở lại topic. Liệu có nhiều Smurf như bạn nghĩ trong Valorant hay không? Theo số liệu thống kê phân phối rank tháng 9, ta có tổng tỷ lệ người chơi có xếp hạng từ kim cương trở lên là 15.43%. Đây là khoảng hay được gọi là Smurf ở ranh dưới nhất. Cứ cho là 1/3 trong tổng số 15.43% người chơi tạo account mới để Smurf và họ online trong cùng một thời điểm. Cũng như trận nào họ chơi cũng top frag, nhưng danh của họ sẽ không tăng mà mãi ở danh thấp. Mấy cái giả sử này hoàn toàn là bias và không khách quan, nhưng mình vẫn dùng cho các bạn đỡ kêu là mình rón rén. Với các điều kiện ban đầu trên và sử dụng phân phối chuẩn nha các bạn, mẫu sẽ bằng 2 triệu đi, thì kết quả như sau. Khả năng bạn gặp Smurf ở danh sắt là 6.24%, ở danh đồng sẽ là 7.78%, ở danh bạc sẽ là 9.75%, ở danh vàng sẽ là 9.17%, phần đỉnh sẽ ở Silver 3 đến Gold 1 nha các bạn, và ở danh bạch kim sẽ là 8.33%. Tỷ lệ mà các bạn đưa ra là mâu thuẫn với số liệu. Hơn nữa, Smurf có thể xuất hiện ở bên địch thì cũng có thể xuất hiện ở bên bạn. Tỷ lệ xuất hiện ở hai team là như nhau. Ngoài ra, ở phiên bản 5.01, Riot đã ra một chế độ chống Smurf, đó là các account mới sẽ chỉ gặp account mới, và account mới sẽ được điều chỉnh elo rất là nhanh để ghép trận với những người chơi khác cùng kỹ năng. Do đó, lần sau ở trong trận của bạn có những người chơi ăn rất là nhiều mạng thì khả năng cao là họ không phải Smurf mà chỉ là những người chơi như mình, như bạn, và họ có một ngày may mắn hơn mà thôi. Nhưng mà túm lại, Smurf vẫn là một việc không hề tốt. Danh xuất hiện là có lý do của nó. Thực tế, mình nghĩ Smurf là một loại u hạch ác tính, rất có hại cho game. Các bạn không nên Smurf dù ở địa vị nào, dù vì lý do gì chắc nữa, vì content hay là vì chơi với bạn, cũng không nên. Hãy cùng truyền tải một thông điệp đến những người chơi khác. Đừng hủy hoại trải nghiệm của 9 người chơi khác chỉ vì một chút vui vẻ của bản thân. Hơn nữa, trong thời gian dài, Smurf cũng không đem lại cho bạn điều gì cả. Hãy là một người chơi văn minh và có trách nhiệm với cộng đồng.